Nay vào có được 35 ngày không anh? Vâng, đúng rồi. Nay thì em xuống em kiểm tra cho bà nhà mình về cái gì máu của em. Thì ba mình bỏ 3 ngày trước rồi. Mà lâu ngày? 35 ngày. Bà đã ổn định rồi. Nay thì em uống nước. Uống nước đi. Vâng. Trước và chung cảm ơn. Vâng. Mới ngay đầu là bà cũng đau lên nhiều mà vì là tuổi bà cao cái sự cụ này đấy mà bà đi mổ là không mổ được. Vâng, đa phần là các cụ tuổi cao ở bệnh viện thì phẫu thuật cũng khó thì đúng rồi. Em là các cụ bằng bó đá và uống thuốc thì cũng nhanh khỏi, em chữa khỏi thì cũng được rất nhiều người rồi. Ba mình hàng ngày tầm 30 ngày là anh phải tập đi, mấy ngày trước là bà anh tập bà đi vâng, thôi. Vẫn tập đi nó. Đi đi nhá. Còn em sang đây là. Tôi cảm ơn bà. Vâng. Con chào bà nhá. Vâng. Mấy con xuống con kiểm tra cho bà. Này con mượn cái này. Vâng. Áo của bà. À nhà đứa đâu nhiều thế bà? Vâng. Tuyệt vời lắm. Hà này tốt này. Bà vào nghiêng nè. Các bác các chú con tập đi cho bà phải không? Vâng. Vâng, phải tập đi ạ. Anh tháo cái định vị này ra được bao ngày rồi? Nói chung là xong đấy ông à, nửa tháng đấy à? Dạ, nửa tháng. À, rồi. Tháo định vị còn định vị tháo nó sớm tí cho nó phải cứng. Vâng. Cứng vì là dẫn theo chỉ dẫn thôi, nhưng mà gia đình cũng làm theo đủ để vâng làm theo có. Bác sĩ là còn phải lấy, nói chung là bà tôi già lúc này là tốt được, khỏe tốt mà đi lại nói chung là tuyệt vời, nói chung là không phải chịu biết là tốt rồi đúng không? Vâng. Nhưng mà cũng rất cảm ơn. Vâng vâng. Bà nằm yên con kiểm tra lại. Không có một tí thì cũng tập đi rồi kiểm tra lại cho chắc rồi. Chú cũng phải nhiệt tình với mẹ tôi. Bởi vì cái này thì cũng nói chú biết mà. Có đau không chú ơi? Không. Không ạ. Mẹ tôi thì nói chung là cái tuổi già là mổ là không mổ được. Vâng. Biết rồi. Hàng ngày cũng tập đi được 5-7 ngày trước cũng tập đi được gì? Vâng. Rồi à. Rồi thì chú này cứ đi thử nhá. Vâng vâng. Đi chợ là các thứ rồi. Vâng. Đi thử đi ạ. Ông bà đi thì quá quá rồi. Rồi rồi, thì cẩn thận một tí nhé. Cẩn thận, cẩn thận. Bà đi chợ mà thoải mái. Rồi, rồi, rồi. Bà mới uống nước nhé. Thế là tốt rồi. Vâng. Cái này là có thật, cháu cũng phải suy nghĩ. Vâng. Con hỏi cụ là cụ này bao tuổi rồi ạ? Tôi 85. Quê cụ ở đâu ạ? Tôi ở Phú Hiền. Phú Hiền Mỹ Đức ạ? Hoàng Thanh Mỹ Đức. Cụ đi đâu nhìn thấy cô xuống rồi ạ? Tôi chỉ là dưới bếp từ đây. À. Sân. Vâng. Mức độ con bó cụ là 35 ngày thì cụ tập đi lại nhẹ nhàng rồi. Để cách thức mà ngâm thuốc mình ở tập luyện ấy thì hôm trước con là lên xuống con dặn là các chú các bác đây rồi thì hàng ngày mình như thế mà tập luyện cho cụ thôi là cụ về đi được bình thường rồi và cụ thêm 15 ngày nữa là trong cơ bố cho mẹ đi nhá thì cụ sẽ đi làm bình thường và cụ tuổi cao mà bó nhà khỏi này là cũng khá quá rồi rất vất vả vì là cụ thực hiện một ca phẫu thuật với chân cụ này. Tiền cái chi phí tiền biết không nói nhưng mà cái tuổi nó cụ là cao không đủ sức để kéo dài tháng một. Đấy, cách thức tập luyện như nào thì em dặn các bác nhé, cố gắng tập luyện cho cụ tốt thì là tốt rồi. Những mổ này anh em tôi được nhìn thấy mẹ tôi khỏe là tôi rất mừng, rất cảm ơn. Bọn cháu cũng mừng, phải mừng nhà đình, mừng cho bà. Bà mình cũng mừng vì mình làm được những công việc. Vâng, vâng, vâng.